Ok Mr. Ben, hôm nay này là đứa đầu tiên về nhà mới chủ xuống Hà Nội đón. Mai cho lên YouTube nha. Cho lên YouTube có vấn đề gì không? Rồi ok. Nó hơi nhỡ nhàng gọi là theo kiểu như này, gọi là theo kiểu là đột xuất. Bởi vì lịch là tất cả cả đàn là thứ 5 với thứ 6 hoặc là thứ 7 tuần tới này thì mới chuyển. Mà ở Hà Giang thì nó mát cho nên là cho chủ đón luôn. Nghe thấy chủ bảo ở trên đấy là nhiệt độ nó chỉ 22 độ thôi. Lên tận cục cờ Tổ quốc rồi. À, cao nguyên Đồng Văn. Lên tận cao nguyên đá Đồng Văn đấy. Cho lên cao nguyên Đồng Văn cho mẹ canh biên giới. Canh giữ cục cờ đấy. Bạn này là hơi đặc biệt bởi vì là cái khu vực ở của bạn ấy là phải nói ra chứ không là các chủ khác lại tị là ưu tiên bạn đấy. Bởi vì cái khu vực ở của bạn đấy là nó rất là khó về cái chuyện xe cộ đi lại. Hôm nay bạn ấy xuống Hà Nội bạn đón người nhà thì tiện thì thôi cho bạn ấy đón trước. Cuối cùng lại là cái đứa đầu tiên về nhà mới. Chào cô ạ. Cháu dắt con cúng bưng này lên trên đấy ạ. Cô cứ lên trên đấy cho nó mát không? Bảo ông lái xe nên nổ máy trước đi. Đây để xe để như này này. Ê, cuối cùng là lại được về mới về nhà mới trước bởi vì là nghe chủ bảo là ở cách thành phố còn 100 cách thành phố Hà Giang 150 cây nữa mà. Từ nhà mà ra đến đường để mà đón cún, nếu mà gửi cún theo xe chờ mát trời gửi thì từ nhà ra đến đường lại thêm 40 cây nữa thì nó khổ quá. Mấy chặng đường lên. Coi như là đi 3 chặng nếu mà gửi cún lên, cho nên hôm nay bạn đi xuống được Hà Nội là cho bạn ấy đón luôn. Đặc cách là cho đón sớm luôn. Trên đây nó khí hậu nó mát lý tưởng. Trên đây nuôi thì tuyệt vời rồi. Người thay mặt em cũng xin cảm ơn anh. Ờ. Tạo điều kiện cho em sống xuống về nhà. Rồi. Bắt tay cái anh. Rồi có gì anh em mình. Ok, có gì là cứ côn thôi, cứ alo thôi. Để đi cho về đi, không là lại người nhà lại sốt ruột, cầm đồ cho nó. Thôi em xin phép bác luôn nhá. Ok, về nó đi. Rồi. Hai chào đấy, chào ông chủ đi. Không, đây là chỉ là gọi là bốt gọi là người đưa đò thôi. Chứ còn ông chủ thì phải em mới là ông chủ chứ không phải anh. Vâng, thôi. Ok. Em xin phép anh nhá. Ờ. Này chưa gì đó thò chim ra rồi này. Sợ gì? Nó thò ra thế tức là nó đang hưng phấn. Đó, được bế nó phê. Lấy gì đằng kia cầm báo kia xách hộ đồ. Túi đấy cũng phải 3 cân mấy đấy. Tê tay phết. Vì tương lai, vì đam mê mà anh. Đúng rồi. Quan trọng ấy là thực sự mà nói, mình là người nuôi chó, mình cũng là người đi mua chứ. Mình là người bán nhưng mình cũng là người đi mua. Tìm được cái con chó mà mình ưng ý để mua không dễ một tí nào luôn. Chứ không phải là cứ có tiền mà mua được cái con ưng ý đâu. Nó không đơn giản. Cái lúc có tiền thì nó không có con nào ưng ý, mà cái lúc mà không có tiền thì nó có con ưng ý. Cho nên là nếu mà lúc mà có tiền mà có con ưng ý thì đấy là tuyệt vời. Con này đúng lông ngắn tí nhỉ. Con này là lông ngắn nhất đàn. À đây. Và cái vết này là chúng nó nô nhau là nó chân nọ nó cào lên chân kia là bị xước ra là về chấm cồn cho nó nhá. Sao thời gian mất mà. Thì cứ chấm cồn cho nó. Ok thôi hai anh em về đi. Hai anh em về đi để anh quay cho ra xe. Ok thế là đứa đầu tiên của đàn con Loki về nhà mới. Đây là hôm nay là có cái đặc cách để cho bạn ấy đón bởi vì là bạn ấy ở rất xa. Ok chào anh em nhá. Ok, bye bye.
ba anh em đi đón người nhà, hai xe luôn. Rồi ok đây, quà quà của Đồng Văn Hà Giang để về xem mua uống thử như nào, check in xem uống thử xem như nào rồi sẽ báo mọi người. Thấy bạn bảo là rượu 3 năm rồi đấy. Ok thôi, mi lên trên đi. Rồi xe bạn ấy đã đi rồi. Ok mình cũng đi thôi. Chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you and see you again.